Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chưa sâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Thời gian thấm thoát trôi đưa, thế là đã 5 năm rồi, con vẫn nhớ như in. Cũng như những ngày hè như thế này, lần đầu tiên con được mẹ đưa đến trường tiểu học Dân Hòa và lớp học dành cho những học sinh vừa tốt nghiệp mẫu giáo. Con đã ấn tượng ngay về sân trường rộng và thư viện thật nhiều sách. Chúng con rụt rè, ngơ ngác trong ngày khai giảng đầu tiên giữa ngôi trường rộng lớn, xa lạ. Nhưng cũng chỉ ngày đầu tiên đó, ánh mắt trìu mềm, thân thương của các thầy các cô đã làm cho con cảm thấy gần gũi, tự tin. Miệt mài bao tháng ngày, thầy cô đã dìu dắt chúng con qua từng khó khăn, từng thử thách. Thầy cô đã cầm tay chúng con uốn từng nét chữ nắn nót đầu đời. Lời thầy giảng dễ hiểu, giọng cô đọc ấm áp. Rồi những lần chúng con bị điểm kém, những lần chúng con nô đùa, nghịch dại khiến thầy cô phải phiền lòng, thầy cô vẫn luôn nhẹ nhàng cổ vũ, động viên. Chúng con cảm nhận được từng ngày trong từng bài giảng của thầy cô không chỉ là kiến thức mà là sự tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Những giải thưởng và những thành tích mà chúng con đạt được trên hết là công sức, là tấm lòng của các thầy các cô. Từ những con chữ đầu tiên thầy cô truyền dạy, giờ đây chúng con đã có một hành trang kiến thức, tự tin bước tiếp chặng đường dài. Chúng con trân trọng cảm ơn và tri ân các thầy, các cô lúc này. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, con đều muốn níu giữ. 5 năm học, mái trường Dân Hòa đã trở nên thân thương quá đỗi. Chúng con đã có biết bao nhiêu kỷ niệm ở nơi đây. Thầy cô ơi, chúng con phải xa thầy cô thật sao? Hành trang của chúng con khi bước vào ngôi trường cấp 2 và trên những chặng đường đời sẽ là hình ảnh thân thương của các thầy cô giáo. Chúng con sẽ nhớ lòng cái xoa đầu của thầy, nhớ giọng nói trìu mến của cô. Chúng con sẽ nhớ lòng bóng dáng thầy cô trên bục giảng. Chúng con quên sao được những lễ khai giảng rộn ràng, náo nức, những hoạt động ngoại khóa lý thú, hứng khởi. Chúng con quên sao được những tiếng cười, những giọt nước mắt của bạn bè, thầy cô. Chúng con nhớ lắm, không thể nào quên. Các bạn học sinh ơi, có bao điều mới lạ và thú vị vẫn đang chờ chúng mình ở phía trước. Nhưng chúng mình sẽ luôn có trong tim hình ảnh thân thương của các thầy cô và những năm tháng đầu tiên ở quãng đời học sinh ở trường tiểu học Dân Hòa yêu quý, phải không các bạn? Chúng con cũng xin gửi lời tri ân tới các bậc phụ huynh bằng yêu thương và tin tưởng đã dành cho chúng con những gì tốt đẹp nhất. Khi hoa phượng nở, ve kêu râm ran, tiếng trống vang lên, năm học kết thúc, ngày đầu vào lớp, lạ lẫm ngỡ ngàng, giờ lại xốn xang, xa thầy xa bạn. Khi vào trường mới, con sẽ không quên những bài toán hay, những con chữ đẹp, nhớ mãi giảng thầy, nhớ mãi lời cô, bao kỷ niệm đẹp, một thời thơ ấu. Con kính chúc các thầy cô ở lại mạnh khỏe, vững tay chèo lái con thuyền đến những bến bờ tri thức. Chúc các em học sinh khối 1, 2, 3, 4 chăm ngoan, học giỏi, làm rạng danh ngôi trường mang tên nhà bác học hiện tại Dân Hòa. Đã qua bao năm rồi sao? Thầy cô ơi, em xin khoanh tay. Nhận thầy cô đã qua và em luôn mãi khắc ghi trong lòng.